Rồi, chào tất cả các anh em thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay, video cuối tuần nha em, chủ nhật ngày 19 tháng 2. Video tổng cộng lên mình là có 2 mẫu cần tại 4 con 5 con máy. Thì máy thì đây có 3 con giống nhau. Ba con solo, con này thì máy mới tầm khoảng 500 mấy á. Thì máy cũ thì em bán giá mềm thôi. Và một số máy đây thì có những dòng như là C và Daiwa nha. Có một con dòng Daiwa 4000 HG này. Con này thì mới cũng 2 triệu mấy nha em. Thì em bán còn rất là mới. Máy thì ok hết, bán giá mềm cho mình rất là nhiều. Cần thì lần lượt những dòng như là có cần tay, lóng ngắn, lóng dài, rắp khúc. À, một số ISO thì em có là 4m5 cần xúc, độ dài cần là từ 3m3 nha đến tầm khoảng 5m4. Có những dòng này Gamma Casu này, cần lục nha, và cần lục dây trong cứng 30 CS cho mình. Cần lưu thì đây có một khúc, hai khúc, máy đứng, máy ngang và cần cắm cốc đầy đủ này. Đây câu biển nha nè, đại cô đầy đủ cho mình, một số cần 2-3 khúc cho mình, cầu ngâm của lăng xe cho độ rất là cao 120. Rồi anh em chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp 0923 534 779. Tất cả mặt hàng bên hàm Nhật Bãi đã qua sử dụng thì em sẽ quay video chi tiết từng mặt hàng nha, để anh em mình tham khảo kỹ hơn. Rồi mã số 1 thì đối với máy nha, thì em sẽ lên cho mình là đây kèm bình ba con. Ba con này thì nó máy hoạt động rất ok cho mình rồi. Có hai con thì có cước và một con thì không có cước nha. Cái máy này thì anh em cứ tham khảo nha, mới của nó tầm khoảng vào 500 nghìn cho mình. Thì con này thì để cho mình giá thấp thôi. Đây. Con thì dòng Zolo như này, Zolo size thực tầm khoảng 5 đến 6 ngàn. Thích hợp bình công ngâm của Lan CS. Cho là ba con này đều ok nha. Máy mới mua về thì nên anh nhờ thanh lý thôi. Đây. Lô cước bằng hợp kim này. Thì máy rất là mượt rồi. Ở trong con lăn cước và máy thì ok hết. Đây. Những dòng thì đúng nó tốt nha. Con cái núm của nó thì núm tròn này. Đây. Những cái dòng mà thì mình công ngâm của Lan CS, những cái dòng thì anh em muốn đánh tập chơi á, đánh những dòng rất là tốt. Giá thành thì rẻ thôi, size thực tầm khoảng 6 ngàn cho mình nha. Thì ba con này thì anh em lấy hai phần khúc trở lên. Thì em sẽ hỗ trợ tiền ship nha. Cho một máy là 280.000 ạ. Đây, thì máy rất là ok. Chung là máy nào con này nó còn ok cho mình nha. Đây. Của dòng Zolo size thực tầm khoảng 6.000 á. Đây, cho mình là ba con. 280.000 một con ạ, size 6.000 như này. Chung máy con này hoạt động ok hết nha. Đây. 280.000. Rồi, mấy con này thì anh em cứ tham khảo. Còn mới còn nguyên của nó thì là 500 nha. Đây, size 6.000 thông số như sau. Rồi thì thông số con này như sau này, size thực tầm khoảng 6.000, ratio là 1.5.1 cho mình nha. Đây thông số cước thì hay cước cái sẵn cho mình này, cước 2.4, 2.7, 2.8, 2.3 và cước số 3 nha, 1.95 cho mình. 3.2 có dòng Zolo. Những cái dòng mà thì mới 500 như này. Ba con cũng kế 280.000 một con ạ. Chung là thì anh em mua hộp về thì cũng bỏ thôi. Với lại máy thì nó có vô cước sẵn cho mình. Đây hai con này thì vô cước sẵn nha. Cước này thì ông anh ông vào thì chắc cũng tốn mấy trăm ngàn rồi. Rồi con ngâm có đơn được cho mình ạ. Ba con đó thì cho mã số 1 đi. Rồi mã số 2 đối với máy thì em sẽ có đây cho mình con máy của dòng Shimano nha anh em. Shimano 4000RB nha, 4000RB. Xe thật là 4000, thông số cước như sau. Cước số 0.25, 2.6, 0.3, 1.8, 0.35, 1.3 và 0.4 được 100m cho mình. Con này thì là của dòng Shimano, chạy cho mình vòng biết nha, của dòng Hipolop này. Con này thì mình dạng là máy đuôi chuột, thì anh em mình ship con rất là dễ này. Đây, ship con nha. Con này hàng của mình là hàng Malay nha anh em. Đây, Malaysia xuất thị trường Nhật, tổng thể như thế này. 4000RB. Đây. Nó có cước sẵn nha, cái cước này thì nó giống như cước con này, tại vì cái lô này là lô bên ông anh nhờ thanh lý lại á, thì em đã lên lại cho mình nha. Đây, tổng thể thế này. Thì máy còn rất là ok. Đây. Cái này thì là dạng đuôi chuột, có chỉnh côn cho mình sau này. Rất là ok này. Đây. Lô cước con này, con đẹp nha. Con này tổng thể thì thích hợp mình câu ngâm của đơn vẫn được cho mình. Rồi gạt cước cho mình nha, rất là nhảy luôn. Con lăn cước còn mới, tổng thể thế này, size thực tầm khoảng 4.000 cho mình. Shimano dòng Hipolop, hàng Malaysia xuất thị trường Nhật. Thì đổi tay trái phải được hết nha, con này thì không có ABS này, có chế độ giặt cho thế này. Máy rất là nhảy nha. Đây. Thích hợp em về câu ngâm của đơn cho mình được này. Rồi chốt chặn này, hai chiều đầy đủ này. Đây, máy động rất là tốt nha. Rồi con Shimano Hipolop 4.000 nha anh em, con này hàng Malay, mã số 2, giá 450 ạ, 450.000. Đây, 450 nha. Rồi đối với máy mã số 3 thì ở đây sẽ có cho mình con máy của dòng Daiwa. Con này còn mới cứng nha anh em, nó chỉ thiếu một cái hộp thôi. Con thiếu một hộp cho mình nha. Con này máy này có dòng là Daiwa Emoto. Đây, Daiwa nha anh em. BG 4000H. Con này mới của nó nha anh em là giá 2.200.000 nha. 2.200. Rồi thông số cước cho mình như sau. Tải mát cho mình á tầm khoảng 20 MB, con này tải cá tầm khoảng 10 kg nha, 10 kg đổ lại. PE là 2.5 300m và số 3 được 250. Tổng thể thế này, con này hàng của mình là hàng China xuất thị trường Nhật,
thì anh em cứ tham khảo những cái dòng này mới của nó còn nguyên hộp nha, là 2,2 triệu. Thì con này thì còn mấy cứng, nói chung là ông anh mua về thì nó vợ nó đốt cái hộp rồi, thì nó còn mỗi máy thôi, nhờ em thanh lý hộ cho mày nha. Đây, máy rất là đẹp, size 4000 cùng ngâm cô đơn, hầu như không có xây xước gì này, ổng về chỉ câu tầm khoảng 1-2k thôi, xong là tháo cước ra nha, tháo cước rồi bỏ, còn máy rất là đẹp. Rồi con này thì sẽ có cái mã code để đủ cho mình nha, đây mã code, lô cước thì bằng hợp kim, gạt cước này, này rất là nhạy nha. Rồi, còn lưỡi gà để đủ cho mình, con này size tầm khoảng 4000, tính theo thực tầm khoảng 5000 cho mình á. Đây qua thì đa số vậy, qua bé đầy đủ hết. Con này hầu như là còn mới cho mình là trên 95%, thiếu một cái hộp thôi, còn lại đầy đủ hết nha. Thì máy rất là mượt rồi. Con này thì có mã số 3 nha em, giảm để cho mình là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu. Còn chồng mua máy mới thì 2,2 triệu, thì mua máy cũ thì con này thì nó thiếu cho mình là cái hộp thôi, còn lại thì nó hầu như là mới cứng cho rồi. Đây nhìn kỹ chứ không có xây xước gì luôn. Hàng nhận thì anh em cứ nhận hàng đồng kiểm nha. Con này chỉ có mới câu được 1k cho mình thôi, chứ là sắp được câu được 1k, còn k thứ hai thì cũng câu nha. Người quen. Rồi giá là 1,5 triệu cho em. Rồi tiếp theo đối với cần, mã số 1 đối với cần thì em sẽ có cho mình con cần tay lóng ngắn. Con thích hợp cho nên mình là vẫy rô vẫy zip nha. Con này thì bỏ cốp xe, ba lô đi du lịch được này. Cần tay carbon, con này có độ dài cần là 4m5. 4m5 hàng Korea xuất thị trường Nhật, tay cầm được làm nhám này. Tổng thể cho mình. Con này thì ngọn của nó đo cho mình là ngọn 0.8 ly. Độ cứng con này đo cho mình tầm khoảng vào 3H. Đây phôi carbon xoắn vân nha, rất là đẹp. Thích hợp bằng Coro Cozit. Đây. Cục cá suối nha. Cho nó cũng rất nhẹ thôi. Phôi rất là nhẹ, nhỏ nhẹ cho mình này. Bỏ cốp xe đi du lịch. Còn rất đẹp này, hàng Korea nha. Lòng lưới còn rất là mới. Con này thì 4m5 nha này, 4m5 thu gọn cho mình. Con này thu gọn 55cm ạ. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 140g, gọn 0.8 ly, mã số 1. Giá con này là 450 nha này, 4m5, 450 ngàn này. Rồi mã số 2, đối với cần thì có một cái cần ISO khoen nhỏ của dòng Olympic. Đây, Olympic khoen nhỏ nha. Con này thì độ dài của cần là 4m5, độ cứng 1, thích hợp mình đánh cảm giác thôi. Phôi con này là phôi carbon xoắn hai da toàn thân hết. Hàng có bên làng nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ này, tổng thể thế này. Thì con này khoen pad là khoen pad Fuji, độ dài cần là 4m5, độ cứng 1, thì ngọn con này ngọn nhỏ, ngọn có cần đo cho mình tầm khoảng 1 ly, ngọn sẽ đi kèm có một khoen chạy này, hai khoen chạy nha, một hai khoen chạy cho mình. Ngọn con này là ngọn đặt ngọn thấp. Con này chưa cái lóng ngọn nha này, chưa cái lóng ngọn, và lóng thứ hai là phôi carbon xoắn vân này. Đây còn tất cả lóng của con cường lại á là phôi carbon xoắn hay da. Những con này hạ tay rất là ok nha, hạ tay rất đẹp luôn. Đây cái phôi carbon xoắn hai da là còn nắng mà đẹp như này. Olympic nội địa Nhật, 4m5 cứng 1 cho mình. Thì tất cả khoen con này là khoen Fuji hết, xứ đá xám. 4m5 cứng 1, trọng lượng con này thì cân được cho mình là 150g, ngọn 1 ly, mã số 2, giá 500 ạ, 500.000. Rồi tiếp theo mã số 3. Số 3 thì ở đây sẽ có cho mình con cần ISO của dòng C này. ISO của Shimano này. Con này độ dài của cần là 5m3, độ cứng 1, hàng China xuất thị trường Nhật, nó sẽ có mã code này. Đây và tem vàng đầy đủ nha. Con này pad của mình là pad Fuji đời cao, bật gập cho mình dạng ISO khoen nhỏ, thích hợp anh em mình câu cảm giác nha. Những cái dòng thì rất là nhỏ nhẹ luôn. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ cho mình, còn nguyên bản nguyên zin, ngọn sẽ đi kèm cho mình là tầm khoảng vào 0.8 ly, ngọn sẽ đi kèm có một khoen chạy này, hai khoen chạy này, ba khoen chạy đều là phôi carbon xoắn vân. Đây tổng thể thế này. Con này còn rất là đẹp nha. Con này thì mới của nó chắc tầm khoảng 1 triệu mấy, gần 2 triệu nha này. Lỏng lý rất đẹp. 5m3 độ cứng 1, thích hợp mình đánh cảm giác thôi. Ở trong thì rất là mềm. Cứng 1 rất là mềm cho mình đây. Tờ hạ tay tầm khoảng vào 2.5H cho mình. Cho là phôi còn rất là mới. Và khoe Fuji loại xứ đá xám còn mới cứng cho mình ạ. Bát đẹp như này. Bát Fuji đầy cao này. Tổng thể thế này. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 200g. Ngọn con này tầm khoảng 1 ly. Mã thường là mã số 3. Giá là 750 như này. 750.000 ạ. Mã số 4, đối với cần thì sẽ có đây một cái cần ISO khoen nhỏ cho mình. Con này cần ISO khoen nhỏ carbon. Cái này có hãng là Olympic nha. Đây có dòng là Olympic Century này. Đây, Olympic Century hàng nội địa Nhật nha. Độ dài con này là 5m4, độ cứng là độ cứng 3 nha. Độ cứng 3. Con này dàn khoen của cần là dàn khoen full sheathed. Độ cứng 3 thì anh em đã đánh chép được vô tư rồi. Ở trong độ cứng 3 hạ tay tầm khoảng 4-5H cho mình. Pad Fuji F7 bất đồng nha. Tay cầm con này thì được cuốn dây mây và được phát carbon này, cầm rất chắc tay. Con này thì độ cứng 3, ngọn của cần thì đo được cho mình là ngọn 1.6 ly. Đây tổng thể thế này, ngọn zin theo cần nha. Ngọn là phôi carbon xoắn vân, sẽ đi kèm cho mình là có một khoen chạy này, hai khoen chạy.
đây ba khuyên chạy nha. Đây tổng thể thế này, phôi carbon sóng phần hết. Những cái dòng mà thì anh em về hạ tay đánh chép vẫn được này. Các lóng ở trong đều là phôi carbon sóng vân, tình trạng thì có xây xước. Đây dạng có xước sơn nha. Xước dâm cho mình thôi. Cho là không ảnh hưởng đến phôi cần cho mình. Và tổng thể thế này, dàn khoen của nó đều là dàn khoen Fuji Six hết chưa? Fuji cho mình hết, Olympic. 5m4 độ cứng 3 khoen Fuji. Con này trọng lượng của cần là 310g, ngọn 1.6 ly, mã số 4, giá 650 nha. 650.000 ạ. Tổng thể thế này. Rồi mã số 5. Số 5 thì ở đây có một con cần cho mình công ngâm cô đơn. Đây cần dạng cần súp như này, cần súp cho mình. Cần này cần carbon, độ dài con này là 3m3, hàng Korea xuất thị trường Nhật nha. Đây made in Korea, tổng thể thế này 3m3. Tính theo cần ISO thì con này sẽ rơi cho mình tầm khoảng độ cứng 4, còn tính theo cần súp cứng tầm khoảng 15 cho mình. Tất cả khoen con này đều là khoen Fuji, loại xứ đá xám, hỗ trợ một cái đầu bu Fuji Six này. Đây Fuji như này. Con này ngọn có cần thì đo cho mình là ngọn 1.6 ly. Đây, ngọn con này đi kèm cho mình là 1 2 khoen chạy nha. Những dòng thì mình ba khoen chạy, thế là mình cầu đơn cầu ngâm. Khoen đây là khoen Fuji hết, ngọn nước sơn màu đen, còn các lóng còn lại là phôi carbon sóng vân này. 3m3, độ cứng tầm khoảng và độ cứng 3 đối với cần ISO cho mình. Chúng là sẽ được mình câu ngâm câu đơn được này. Đây, khoen khoen Fuji xứ xám hết. Con này trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 220g, ngọn 1.8 ly nha anh em, mã số 5. Giá con này là 450 nha. 450.000. Pass con này pass Fuji F7 pass lớn, anh em mình gắn được máy lớn cho mình. Rồi số 6 đối với cần thì em có một con cần súp như này, cần súp của dòng Olympic. Con này cũng phơi cùng nó là phơi carbon xoắn hay da luôn nha. Đây rất là đẹp. Cần súp của dòng Olympic nội địa Nhật, độ dài con này là 36 của dòng Black súp. Đây pass là pass Fuji F7. Khoen của cần là khoen Fuji loại xứ đá xám. Con này độ dài của nó là 36, ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Độ cứng con này chơi cho mình tầm khoảng từ 25 đến 27. Thì con này cái ngọn của nó là ngọn nước zin này. Ngọn nước zin nước sơn màu xanh. Cái này là cái nó phủ lớp sơn phản quang ở ngoài á. Đây, phản quang ở ngoài nha. Thì cái này ngọn là ngọn carbon sóng vân. Ngọn sẽ đi kèm cho mình là có 1 2 viên chạy nha. Carbon sóng vân, còn tất cả các lóng còn lại của mình đây là phơi carbon sóng hay giá này. Đây của dòng Olympic nha. Thì những dòng thích là cho nên mình về cô lọc độ cân. Cô ngâm cô đơn được này. Đây phôi rất đẹp nè. Phôi carbon sóng hay da của Olympic hết, đóng semi chống nổ. Đây ngọn của nó thì là ngọn nước sơn. Phản quang nha, nước sơn phản quang màu xanh. Phôi carbon sóng vân, có tất cả các lóng còn lại là phôi carbon sóng hay da. Pass của này thì pass cao. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 320g ạ, à, ngọn 2.6 ly, mã số 6, giá cần là 1 triệu như này. Giá con này là giá 1 triệu cho mình ạ. Đây tổng thể thế này. Rồi tiếp theo mã số 7 sẽ có một con cần súp cho mình đánh lục độ cần, đánh gần bờ luôn. Con cần này thì cũng của hàng Olympic cho mình luôn, độ dài con này là 4m2 GX như này của dòng Olympic cần súp. Con này phơi của mình là phơi carbon xoắn vân màu xanh, hàng nội địa Nhật có tem đầy đủ này. Pass con này là pass Fuji F7, dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji, đây khoen Fuji loại xứ đá xám. Thì con này độ dài cần là 4m2, ngọn con này thì ngọn lớn cho mình, ngọn của nó là ngọn 3 ly. Độ cứng con này cũng rơi cho mình tầm khoảng từ 25 tới 27 cho mình thôi. Đánh lập độ cần gần bờ. Thì cái ngọn con này cũng được nước sơn phản quang nha. Cái sơn này thì mình thích thì mình về mình lau nó sạch thôi này. Đây, cái này thích hợp mình câu bằng đêm á. Thì nó sẽ phản quang cho mình. Ngọn sẽ đi kèm cho mình là có 1 khoen chạy, 2 khoen chạy này. Phôi carbon xoắn vân. Đây tổng thể thế này. Cái khoen tiếp theo á thì cũng là khoen chạy cho mình luôn. Đây. Tình trạng con này có xây xước nha. Đánh lập độ cần đánh gần bờ. 4.2. Đây có xước như này. Đây có xước cho mình thế này nha. Để xước bên cát nó vào á, xước nó hơi xấu để cho mình giá rẻ thôi. Rồi con là thì độ dài của nó là 4m2, độ cứng tầm khoảng từ 25 đến 27. Khoen pass còn là khoen pass Fuji, đây khoen pass Fuji cho mình nha. Ở đây thì có một cái khoen nứt chân ở đây. Con này thì trọng lượng của cần là 6 480g, ngọn 3 ly, mã số 7 như này, giá cần là 650 nha. 650.000 cho mình ạ. Rồi tiếp theo mã số 8. Số 8 thì ở đây có cho mình con cần lục của dòng Gamma như này. Đây, Gamma Katsu nha. Cần lục của dòng Gamma Katsu, con này có độ dài của cần là 4m, độ cứng là 25, tầm khoảng EX cho mình. Và pass con này là pass Fuji F7. Thì con này đời cao nó sẽ có kèm cho mình một cái nắp chụp nha. Đây một cái nắp chụp zin cho cần. Nắp chụp Fuji nha. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji nè. Đây dàn khoen Fuji nha. Khoen thì có rất là đẹp. Thì độ dài con này là 4m, độ cứng là 25 EX. Thì con này ngọn cần thì ngọn nhỏ, ngọn có thể đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Sẽ hỗ trợ đầu bu Fuji này và khoen Fuji hết. Thì con này sẽ có định vị như này. Đây nó sẽ có định vị lóng và định khoen đầy đủ nha. Đây định vị khoen này. Định vị khoen cho mình nha. Đây,
nhìn kỹ nha, định vị khoen cho mình này. Đây, định vị khoen. Định vị khoen và định vị lóng đầy đủ hết này. Đây, định vị lóng như này. Định vị khoen, định vị lóng hết. Con này phơi của nó là phơi carbon xoắn vân, dòng gamma cao su thì này biết rồi. Đa số là hàng nội địa Nhật hết cho mình. Đây, tình trạng thế này. Đây, có định vị như này, định vị lóng, định vị khoen đầy đủ hết cho mình này. Phơi carbon xoắn vân. Và dàn khoen của con này là dàn khoen full sheet nha. Dàn khoen full sheet cho mình ạ. Gamma cao su, độ dài là 4m, độ cứng 25. Con này cứng tầm khoảng 27 đối với những dòng mà C và Daiwa cho mình. Con này rất là nhẹ cho mình luôn, trọng lượng của nó là 330g, ngọn 2.5 ly, mã số 8, giá cần là 3.500.000 nha, 3.500.000. Đây gamma cao su nha. Rồi tiếp theo mã số 9. Số 9 thì ở đây sẽ có cho mình con cần lục như này, con cần lục dây trong của dòng Daiwa. Đây cần lục dây trong của dòng Daiwa nha. Con này sẽ kèm cho mình một cái lắp này, một cái lắp chụp nha, lắp chụp của cần dây trong. Chụp cho mình. Cần lục dây trong con này có độ dài của cần là 4m2, độ cứng là 30, tầm khoảng vào CX. Đánh lục thì rơi cho mình tầm khoảng từ 35-4m, độ lại là vừa. Của dòng Daiwa Interline 4m2, độ cứng là 30, hàng tay quan xuất thị trường Nhật nha. Có mã code này và tem vàng đầy đủ cho mình ạ. Đây tổng thể thế này nha, tay cầm thì làm nhám. Pad con này là pad Fuji Starlet LF7. Đây pad cao. Con này thì ngọn cần thì ngọn rất là lớn. Ngọn con này thì em đo cho mình là ngọn 3.6 ly. Đây đầu bu full sheet nha, ngọn 3.6 ly. Thì cần lục dây trong thì những dòng mà anh em thích á thì đánh lục ngoài hoặc dây trong được nha, tùy theo mình nha. Đóng semi chống nổi đầy đủ hết. Phơi cần là phơi carbon xoắn vân. Đây phơi carbon xoắn vân nha. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho một lóng zoom. Đây cái lóng zoom nha. Những dòng mà thì khoen rất là lớn và ngọn lớn cho nên mình chạy khước nó dễ hơn. Trong quăng thì tầm khoảng từ 35-4m rồi lại thôi. Đây, phơi carbon xoắn vân nha. Cần lục dây trong. Và tổng thể thế này. Độ dài là 4m2, độ cứng là 30, tầm khoảng và xế cho mình. Của đây qua như này, cần thì có rất là mới. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 460g, ngọn 3.6 ly, mã số 9, giá con này là 1.600.000 ạ. 1.600.000. Rồi tiếp theo mã số 10. Số 10 thì ở đây có một con cần tay đắp khúc nha. Con này thì rất là nhỏ nhẹ luôn, thật là bạn này mình phải rô vậy giết này. Cần tay đắp khúc, cần này thì độ dài của cần là 3.9 như này. 3.9, cần này của hãng là Olympic nha. Olympic nội địa Nhật cho mình. Đây cần tay đắp khúc. Phơi là phơi carbon giả vân trúc cho mình, nó sẽ đi kèm cho mình có hai cái nắp chụp này, hai nắp chụp gỗ nha, zin theo cần. Thì con này nó đi kèm cho mình, đi kèm cho mình là bốn lóng ạ. Đây, bốn lóng nha, độ dài cần là 3.9. Thì Olympic hàng nội địa Nhật, tay cầm con này thì được cuốn chỉ này, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 3H thôi. Đây phơi rất là đẹp. Thôi được, anh em vẫy rô vẫy giết cho mình ạ. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 1 ly. Đây, ngọn cần là ngọn 1 ly nha. Ngọn 1 ly. Khúc trên này thì nó được cuốn chỉ chống nổ rồi này. Trong này cần là giả vân trúc nè. Đây giả vân trúc rất đẹp. Cần là cần carbon. Độ dài là 39, độ cứng tầm khoảng 3H. Con này thì ngọn 1 ly, trọng lượng của cần là 110g thôi. Mã số cần là mã số 10 ạ. Giá con này là 600.000 cho mình này. Đây, có nắp chụp zin kèm nha. Đây có nắp chụp zin kèm cho mình này. Rồi tiếp theo mã số 11 ạ. 11 thì em sẽ có đây một con cần tay như này. Đây cần tay carbon của dòng Daiwa. Cần tay Daiwa con này có độ dài cần là 8m1 nha. Con này của dòng là carbon gold như này. Đây carbon gold nha, CG cho mình. Thì dòng carbon gold thì rất là ok nha. Tay cầm con này thì cuốn chỉ, hàng nội địa Nhật, có tem vàng đầy đủ này. Độ dài con này là 8m1. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ thôi. Ngọn của đó là ngọn 1 ly. Con này thích hợp cho anh em mình về câu tráp câu hành nha. Độ cứng con này tầm khoảng 4-5H. Trong thích hợp mình câu cảm giác thôi. Ngọn cần thì ngọn 1 ly nhỏ nhất. Ngọn con này là dạng ngọn đặt, ngọn tháp cho mình nè. Đây chỗ này ngọn tháp cho mình này, ngọn long phục nha. Thì carbon gold, phơi của nó là phơi carbon xoắn vân cái này. Ta có dòng carbon gold Daiwa nha. Nói chung các lóng của nó thì còn đẹp này, có xây xước, không đáng kể lắm. Đây tổng thể thế này. Thế là bạn này mình câu đài, câu tráp, câu hành là vừa nha. Những dòng thì bo cá tầm khoảng 5kg độ lại là vừa này. Chép được vô tư cho mình luôn. Đây có dòng carbon gold, phơi carbon xoắn vân hết. Độ dài con này là 8m1 của dòng Daiwa. Thì con này em sẽ đo cho mình cái thu gọn cho mình nha. Thu gọn để này mà dễ hơn này. Đây qua 81 anh em, con này thu gọn cho mình là 130cm nha. Tầm khoảng 1m3 cho mình á. Tay cầm con này thì được cuốn chỉ nha. Được cuốn chỉ này. Nắp chụp con này thì được xoáy vặn này bằng inox. Rồi phơi con này thì phơi tương đối dày nha. Phơi tương đối dày. Và phơi carbon xoắn vân của dòng mà Daiwa carbon gold. Con này trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 440g. Ngọn cần là ngọn 1 ly. Mã số cần là mã số 11 nha. Giá là 1.300.000. Đây carbon gold của Daiwa nha. 1.300.000 8m1. Nó cứng tầm khoảng 5H cho mình thôi.
Rồi tiếp theo ở đây có cho mình một con cần lua như này, một con cần lua hai khúc máy đứng, thích hợp cho này mình lua lóc, lua chẽm. Cần lua carbon, con này có độ dài của cần là 6 feet, là 1m8. Con này hàng của mình là hàng Korea nha, đây Korea này. Xuất thị trường Nhật, độ dài cần là 1m8, đi kèm cho mình là hai khúc, thông số tải mồi là từ 2 đến 18g. Tải cá từ 4 đến 12 LP, mát tầm khoảng 16 cái cá. Tay cầm con này thì bằng gỗ nha, đây, bằng cán bừng cho mình. Nó còn nguyên cái siêu chưa bóc này, của sòng bờ ham. Thì tất cả dàn khoen con này đều là dàn khoen Fuji hết. Đây, khoen Fuji loại xứ đá đen này, ba chân cho mình. Con này hỗ trợ cho mình một cái đầu bu Fuji chống xoắn như này. Ngọn cần là ngọn 2 ly. Ngọn cần là ngọn 2 ly, phôi carbon cho mình nha. Nước sơn thì màu đen, độ dài 1.8, độ cứng tầm khoảng vào ML. Con này trọng lượng của cần là 110g, mã ngọn 2 ly, mã số 12 nha, giá 550 ạ. Đây, giá 550.000. Rồi mã số 13 thì ở đây sẽ có cho mình một con cần một khúc. Con này thì cần một khúc máy ngang của dòng C nha. Đây của dòng Shimano, một khúc máy ngang. Con này độ dài của cần là 1.8 này, độ cứng S. Đây 1.8 của dòng S, của dòng BioCat, đồ điện Nhật, có mã code đầy đủ nha. Con này thì cần máy ngang dạng là cần một khúc. Đây tổng thể thế này. Tất cả khoen của cần đều là dạng khoen full sheath hết. Cái chỗ này thì nó có một cái khúc ở đây nha. Đây, một cần thế này. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ thôi. Ngọn cần thì em đo cho mình là ngọn 1 ly. Của dòng Shimano con này ngọn cần thì ngọn đặc nha. Đây ngọn đặc, ngọn tháp, khúc này tháp cho mình này. Còn tất cả khoen của mình đều là khoen full sheath hết. Con thích cho em lỗ lóc lỗ chẽm ở trong cần một khúc á thì độ trâu bò thì tốt hơn. Nhưng mà nó hơi bất tiện cho mình nha. Anh em mình lua gần gần nhà, lỗ lóc lỗ chẽm á thì mình những dòng mà thấy nó tốt hơn này. Một khúc rất là cứng cáp. Khoen full sheath của dòng Shimano 1.8. Con này trọng lượng của cần thì 135g, ngọn 1 ly, mã số 13, giá con này là 900 như này. Giá con là 900 cho mình ạ. Đây tổng thể thế này của dòng BioCat Shimano 1.8 này, một khúc ạ. Rồi tiếp theo mã số cần là mã số 14. 14 thì ở đây có cho mình còn cần lưu hai khúc nè. Cần lưu hai khúc cần này của dòng Daico. Đây tổng thể thế này. Cần lưu hai khúc máy đứng của dòng Daico. Daico hàng nội địa Nhật nha, made in Japan. Độ dài con này là 9.8 thì nó ra sẽ rơi cho mình tầm khoảng 1m94 như này. Nó tầm khoảng 1m94 cho mình. Độ cứng tầm khoảng ML, thông số tải mồi từ 10 đến 35g, tải cá 86 LP. Tầm khoảng là 8 cái cá cho mình nha. Made in Japan, nội địa Nhật. Daico, tem vàng đầy đủ. Thì tay cầm con này thì bằng cán bút này và tất cả dàn khoen của cần đều là dàn khoen full sheath hết. Đây dàn khoen full sheath. Bát con này bắt phẳng nha. Fuji sòng Premix của Daico chính hãng cho mình này. Tại tất cả dàn khoen full sheath nha. Độ cứng con này độ cứng ML thì ngọn con này đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 2 ly. Đây ngọn 2 ly đầu bu full sheath chống xoắn. Phôi carbon xoắn vân. Tất cả khoen của mình đều là dàn khoen full sheath nha. Thì những dòng mà thích hợp mình lưu lóc, lưu chẽm, ML thì cũng dạng vừa thôi, nhưng mà không cứng, không bạo lực lắm nha này. Đây còn rất là nhẹ luôn. Gần 3m nha, 1m94 mà trọng lượng con này chỉ có cho mình là 200g. Ngọn tầm khoảng 2 ly, mã số 14. Giá cần là 2.600.000 nha này. 2.600.000 của Daico nha, 2.600.000 cho mình ạ. Rồi tiếp theo mã số 15 thì ở đây em có cho mình con cần cắm gốc. Con thích là mình câu xích câu biển nha, đánh bạo lực cho mình được này, còn rất là đẹp luôn. Đây dạng khoen full xích như này, full xích dạng khoen biển cho mình xích biển này. Rồi con này thì cần cắm gốc, độ dài của con này là 2m25 như này. Đây độ dài của cần là 2m25, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 80 đến 120. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen Fuji này, full sheath ba chân dạng khoen dày cho mình nha. Và cái chỉ cuốn của nó đây là chỉ kim tuyến này. Đây chỉ kim tuyến rất đẹp nha. Con này ngọn cần thì ngọn lớn. Ngọn con này thì ngọn rất là lớn như này. Ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 3.2 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu full sheath này, dạng bộ đầu bu biển nha mình á. Tải cá rất là tốt. Phôi của nó là phôi carbon. Và đây là cuốn chỉ kim tuyến và dàn khoen của nó là dàn khoen full sheath này. Khoen dạng khoen biển rất là dày nha. Tới độ cần độ dài là 2m25, con này độ cứng của nó sẽ ra cho mình tầm khoảng M đến MH ạ. À. Đây cứng tầm khoảng 8/120. Cần cắm gốc cho mình. Cái con này thì còn nguyên cái siêu chưa bóc nha. Nguyên siêu chưa bóc. Cái tay cầm của nó thì được bọc một cái màn co nhiệt. Đây, một cái màn co nhiệt nha, có bộ cái bộ hệ mất. Bắt là bắt vạn Fuji chữ vàng. Là những cái dòng mà thì thích hợp mình câu zip này. Câu zip câu biển. Còn mực độ là ok hết. 2m25. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 480g, ngọn 3.2 ly. Mã số 15, giá là 1.400.000 như này. 1.400.000 ạ. Rồi mã số 16 lên thì một số cần 2 3 khúc cho mình, con ngâm của Lan C. Mã số 16 ở đây có cho mình con cần 2 khúc. Cần 2 khúc cần này của hãng là Suzumi, con này hàng Korea nha, Korea xuất thị trường Nhật này, có tem vàng đầy đủ ở đây.
đây made in Korea. Độ dài của cần là 2m1. Thì cái con này nó bị hụt cho mình một xíu này. Nó bị hụt cho mình tầm khoảng 5cm. Thì hiện tại đó mình nó còn như mình là tầm khoảng vào 2m05 á. Dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji xứ xám hết. Đây bên Nhật người ta cắt ngọn hay là bị hụt á thì hàng nó về thì còn nguyên như này. Để sẽ báo rõ tình trạng cho mình, ngọn cần thì là ngọn đặc, ngọn tháp cho mình này. Tay cầm thì bằng cán mút và pad là pad vặn Fuji chữ vàng. Đây tổng thể thế này, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80. Ở trong là hai khúc chuyên dụng cầu ngâm của lăng xe. Tay bị hụt cho mình 5cm. Con này trọng lượng của cần là 250g, ngọn 2.5 ly, mã số 16. Giá thì là 600 như này, 600 ngàn ạ. Mã số 17 thì ở đây có cho mình con cần hai khúc, cũng chuyên dụng cầu ngâm của lăng xe luôn. Con này thì thuộc dạng câu chép là vừa này. Cần hai khúc, cần này của hãng là Ryobi, con này hàng Korea cho mình. Đây made in Korea. Độ dài con này là 2m7, độ cứng là 30. Cứng 30 thì cũng thuộc dạng là cảm giác thôi. Đây Korea xuất thị trường Nhật có mã code nha. Và tem vàng đầy đủ ở đây. Thì cứng 30 thức hợp là mình câu mềm mềm cho mình này. Khoen có là khoen 3 chân xứ xám. Con này ngọn của nó sẽ đo cho mình là ngọn 2.7 ly, hỗ trợ cái đầu bu phu xích này, đóng semi chống nổ. Tình trạng con này còn rất là đẹp nha, chuyên dụng cho mình câu chép. Nói chung nó có cảm giác thì sẽ câu tốt hơn nha. Anh em muốn câu bạo lực á thì mình lấy tầm khoảng vào 50, 80 hoặc 120. Còn 30 thì thuộc dạng cảm giác cho mình. Bắt là bắt vạn Fuji DPS. Tổng thể của nó thì cần hai khúc nha, carbon của Ryobi. Đây. Khoen Fuji 3 chân hết. Con này trọng lượng của cần thì em cân được cho mình là 240g, ngọn 2.7 ly, mã số 17, giá con này là 700. 700 ngàn ạ. Rồi tiếp theo mã số 18. Mã số 18 thì ở đây có một con cần hai khúc, cũng chuyên dụng con ngâm của lăng xe luôn. Cần hai khúc, con này thì của dòng C này. Đây Shimano nha, Shimano. Độ dài con này là 2m4, độ cứng là 50. Hàng China xuất thị trường Nhật, sẽ có cái mã code này. Đây và tem vàng đầy đủ nha. Thì con này với con này nè, có hai Shimano này á, nó chung một dạng, nó chung một công ty cho mình này. Đây, chung một công ty bên Trung Quốc nha. Ở trong nhà máy của C rất là nhiều. Đây, rất đẹp nha. Những dòng đời cao. Rồi độ dài là 2m4, độ cứng 50, chung là cứng 50 thì cũng dạng vừa thôi. Không cứng không mềm lắm nha này. Con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly, nó sẽ hỗ trợ cái đầu bu phu xích này và dạng khoen cần là dạng khoen phu xích hết. Đây tổng thể thế này, nước sơn thì dạng nước sơn đỏ nâu cho mình nha. Đây còn rất là mới. Hàng China xuất thị trường Nhật, tay cầm thì bằng cán mút. Pad là pad vạn Fuji Shimano chính hãng cho mình luôn. Con này độ cứng 50, con này thì anh em về có lô vẫn được nha. Trọng lượng của nó rất là nhẹ luôn. Con này trọng lượng của nó chỉ có cho mình là 190g thôi. Ngọn 2 ly, mã số 18. Giá là 900 ạ. 900 ngàn. Đây tổng thể thế này nha. 900. Rồi tiếp theo mã số 19. 19 thì sẽ có một con cần 2 khúc. Chuyên dụng cung ngâm lăng xe. Con này 2 khúc 2 ngọn cho mình này. Cần 2 khúc carbon. Con này của hãng là Sanwa. Độ dài con này là 2m7 như này. Độ dài cần là 2m7. Hàng nội địa Nhật. Tem vàng đầy đủ này. Thì con này đi kèm cho mình là 2 ngọn. 2m7. Một ngọn của nó thì cứng là tầm khoảng từ 30 đến 50 này. Đây 30 đến 50 nha. Một gọi là cỡ từ 50 đến 60 đến 80. Thì 60 80 thì anh em đánh tra đến chín mực rồi, còn 30 50 thì mình không cảm giác thôi. Tay cầm con này thì bằng cán gỗ nha, cán gỗ và dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji hết. Đây ba chân xứ xám. Tổng thể thế này. Ngọn cần thì là ngọn đặc, ngọn tháp này, đây chỗ tháp cho mình nha. Con này hai ngọn kèm, một ngọn thì em đo cho mình là sát cái này á. Một ngọn là 2 ly là cứng từ 30 đến 50. Một ngọn 2.4 ly thì độ cứng tầm khoảng từ 6 đến 80. Khoen Fuji xứ xám hết. Đây tổng thể thế này nha. Phôi kẹt bòi xoắn vân, nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ. Thì tay cầm bằng cán mút, bát là vách vạn Fuji FPS 22. Hai ngọn cũng khác gì hai cần cho mình rồi. Con này trọng lượng của cần thì một cúc, một ngọn của nó thì cần được cho mình là 380g. Mã số cần là mã số 19. Giá con này là 1 triệu như này. Đây, giá cần là 1 triệu nha. Rồi tiếp theo mã số là mã số 20. Cuối cùng sẽ có cho mình con cần hai khúc. Con này thì chuyên dụng cho mình đánh bạo lực này. Đánh bạo lực, đánh biển nha. Đánh biển săn hàng được. Cần hai khúc của dòng Daiwa. Đây có dòng Daiwa Hot Lock nha. Độ dài con này là 2m7, độ cứng là 120 của dòng C-Power. Hàng Korea xuất thị trường Nhật nha. Có mã code tem vàng đầy đủ. Con này tất cả dàn khoen của nó đều là dàn khoen biển nha. Đây dàn khoen Fuji biển hết. Cực kỳ là chắc chắn. Nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu Fuji Sit này, dạng rô biển cho mình. Con này nó bị hụt cho mình một xíu như này. Nó hụt cho mình tầm khoảng vào hơn 10cm một xíu. Nó còn cho mình tầm khoảng 2m50 mấy á, 58 cho mình á. Đây. Thì hiện tại nó còn rất là cứng nha. Con này hiện tại độ cứng của nó ra cho mình tầm khoảng 150. Cắt bức ngọn rồi. Tay cầm cán mút này, vách vạn Fuji Daiwa chính hãng luôn. Đây sau này có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây của dòng Daiwa. Hai khúc, độ dài 2m7, nó bị hụt cho mình một xíu như này. Con này còn nguyên của nó thì giá tầm khoảng từ 1.8 đến 2 triệu ạ. Thì hụt một xíu nha. Nó vẫn thay cho mình cái đầu bu biển như mình luôn, chính hãng theo cân này. Con này trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 490g, ngọn con này là ngọn lớn 4.8 ly,
mã số 20, giá là 1 triệu nha anh em. Cái này 1 triệu là chuyên dùng đánh biển nha, đánh tra, đánh chim, đánh bạo lực, đánh cá lăng được cho mình này. Đây những dòng size lớn tầm khoảng 10 đến 20 kg là vô tư ạ. Rồi tổng thể thì ở đây em có cho mình là hai mẫu cần, một số máy này. Anh em ưng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi anh em chưa được xem được video cho em là đăng ký bật thông báo nha. Để bây giờ tiếp theo em lên á, anh em nhận thông báo sớm mình vào mình tham khảo các mẫu máy và cần mình đang về rất là nhiều. Rồi chúc tất cả anh em có một cuối tuần vui vẻ nha, hạnh phúc với gia đình này, có nhiều đi câu được nhiều cá này, nhiều sức khỏe này. Hẹn gặp lại video lần sau ạ.